Cái thứ hai, cái này ấy, nó có thể nói là một cái bí quyết chúng ta nên khép cái bàn tay này vào. Bây giờ nhá, các bạn muốn, nhiều bạn bảo là em đánh mãi rồi tốc độ đánh chậm, em không đẩy được tốc độ nhanh lên. Em biết vì sao không? Hai ngón tay này nó cũng không khác gì hai cái bàn chân để chúng ta chạy. Ví dụ này, này, đánh cái này rất nhanh, đánh cái này thì lại rất chậm nếu chúng ta choãi ra. Thì cũng giống như cái người ta chạy ấy, bây giờ dạng ra mà chạy có chạy được nhanh không? Chạy kiểu này này, chạy được nhanh không? Nhưng mà khi khép cái bàn chân này vào, hình dung đây hai cái ngón tay vèo cái đâm một kia ngay, đúng không? Thì cái nguyên lý của bàn tay là gì?